Chương trình của mình bà con bác có thể chụp hình thoải mái, quay hình thoải mái, nhưng mình vui lòng mình đăng sao giúp Thương Dừa ha. Và lưu ý là các bạn đừng có live stream nha. Thương Dừa có một cái bộ phận đi kiểm tra, các bạn mà live stream thì Thương Dừa sẽ xin ngưng lại. Dạ nha, nha các bạn quay phim, các bạn làm kênh ha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ hôm nay thì Khương Dừa cũng đã chuẩn bị 1.500 ghế, nhưng mà Khương Dừa biết là cũng sẽ không đủ, tại vì cái khuôn viên của Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bình Chánh thì nó cũng ở một cái phạm vi nhất định, cho nên không đủ. Cho nên là Khương Dừa cũng xin bà con bác cũng thông cảm. Dạ bà con bác có ghế ngồi thì ổn định, không có thì mình kiếm một cái chỗ để mình đứng mình xem. Dạ Khương Dừa cảm ơn rất là nhiều ạ. Cô dù biết trước là chuẩn bị không khỏe, nhưng mà tại vì được bạn bác yêu mến quá, bạn bác tới đây xem đông quá giờ. Dạ thôi bạn bác thông cảm nha. Trời ơi. Thank you.
tại chỗ đó chị, qua lại khu vực máy quay kia cái gì điện không à, đưa lại xíu chị ơi, đưa lại chứ em lên diễn đây là khó lắm á, kêu mấy bé giữ, mấy bé giữ, mấy bé vô vô lại xíu. Dạ, kính thưa bà con, cô dì, chú bác à, sắp tới giờ công diễn rồi thì ekip của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn ngày hôm nay rất là cảm ơn bà con đã có mặt. Và ekip cũng mong là bà con mình ổn định chỗ ngồi à, để chương trình diễn ra một cách tốt đẹp hơn. Và đặc biệt là mong bà con mình có em nhỏ, mình trông con mình cho nó cẩn thận à, tại vì cũng hơi đông, cho nên là sợ là mấy bé bị lạc. Với lại mong là bà con mình á, cẩn trọng tư trang. Dạ, rồi bà con mình là chú ý tư trang nè, điện thoại nè. Bà con mình là để qua chế độ rung lưng ngon luôn nha. Dạ, mong bà con chờ một tí xíu nữa thôi, khoảng 10 đến 15 phút nữa là chương trình sẽ bắt đầu diễn ra. Dạ, tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Rất đông và đồng mẹ tôi. Thank you.
Hồ Bích Tâm hôm nay sẽ là người dẫn chương trình với Thương Dừa. Dạ, dạ rất là cảm ơn Thương Dừa rất nhiều. Dạ, hồi nãy ai nói dấp dấp lần sau là ai chứ mày? Là Thương Dừa. Thôi, tự nhận đi. Ra dạ. Đây bởi vậy là mở hàng mà lấp dấp vậy. Em rung quá chị ơi. Lần đầu tiên mà em đứng trước mà đông đảo khán giả mà yêu mến mình như vậy luôn á. Chị thì là chị đã quen rồi đúng không? Mới thấy rõ ràng là coi như là cái sức mạnh của Thương Dừa. Phải nói rằng là chị Thanh Hằng rất là ngưỡng mộ nha. Dạ. Phải nói là một cái trăm. Dạ đúng rồi ạ. Là tiếng Thương Dừa mà ở trên YouTube một cái rồi thôi là thấy coi như là phải nói rằng là rất là ngưỡng mộ, rất là coi như là yêu mến Thương Dừa rất là nhiều. Mà chứng tỏ hôm nay cái ngày khai trương của hội quán Ngôi Sao Bị Trường mà quý vị khán giả đã đến cùng với lại Thương Dừa, đó là một cái điều mà Thương Dừa đã chiếm được trọn trái lòng, cái trái tim thương yêu của quý vị khán giả. Dạ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Dạ cảm ơn bà con bác, còn bác thương em nhưng mà cũng rất là thương các anh chị nghệ sĩ. Và thấy em có chia sẻ là trong cái đêm văn nghệ hôm nay có các anh chị em nghệ sĩ, có chị nữa nên bà con bác tới rất là đông. Và Thương Dừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý bà con bác đã dành tình cảm cho Thương Dừa cùng với ekip, cùng với các anh chị em nghệ sĩ. Thương Dừa xin gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bình Chánh đã phối hợp với Thương Dừa để tổ chức cái đêm văn nghệ hôm nay. Cảm ơn ban lãnh đạo địa phương thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để sắp xếp cho một cái buổi văn nghệ hôm nay diễn ra được thành công tốt đẹp. Dạ. Cảm ơn các anh chị nghệ sĩ. Dạ, trước tiên là ở đây có chị Thanh Hằng thì cảm ơn chị Thanh Hằng trước. Dạ phía bên dưới thì là có nhiều anh chị em nghệ sĩ đang ở trong phía chòi. Dạ Thương Dừa xin gửi lời đọc cảm ơn đến nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền á. Dạ ơi, chào khán giả anh ơi. Dạ, còn nhiều lắm quý vị ơi, còn nhiều quý khán giả hơn là dạ, anh có thấy là chào luôn anh, có thấy là chào khán giả luôn anh. Rất là nhiều nghệ sĩ. Dạ, đây là sân khấu Ngôi Sao Bị Trường mà giống như ngôi nhà với mình á. Mình giờ hôm nay khách tới nhà mình đông quá cho mình phải ra mình chào bà con bác. Dạ. Quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn à. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, Thương Dừa xin được phép cảm ơn danh ca Chí Tâm. Dạ, anh ơi, ra đây với tụi em. Dạ, mời anh Chí Tâm lên sân khấu à. Đây, danh ca Thương Dừa xin gửi lời cảm ơn đến có sự xuất hiện của danh ca Châu Thanh. Dạ, anh Quốc Dương ơi. Dạ, Chí Tâm xin chào tất cả quý ông bà cô bác anh chị em đã đến với hội quán Ngôi Sao Bị Trường. Giữ lời chào thân thương và lời chúc mừng năm mới. Happy New Year. Dạ xin mời mời anh nghệ sĩ ưu tú Phú Quý ạ. Dạ mời anh Phú Quý. Có nhiều chân hàng hết hả? Dạ em mời anh Colomén luôn ạ. Dạ xin mời chị Thanh Ngọc, nghệ sĩ Thanh Ngọc. Dạ mời ca sĩ Châu Ngọc. Em rung quá à. Hôm nay là em nói gì mà lộng cộng mà sai sót, bà con bác thông cảm cho em nha. Dạ mời ca sĩ Châu Ngọc Tiên à. Dạ mời ca sĩ Châu Ngọc Tiên. Dạ mời ca nhạc sĩ Trường Sơn và ca sĩ Kim Thư. Dạ mà trời ơi, một vàng nghệ sĩ. Dạ con cảm ơn cho ta hạnh phúc luôn. Dạ
Dạ. Dạ rồi. Dạ mời chị nghệ sĩ Ngọc Huyền Châu ạ. À. Dạ bà xã Quân Trường Anh. Số 10 nó rồi. À, tới rồi. Dạ. 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 Xin mời nghệ sĩ Bích Tuyền bà xã của dân ca Chí Tâm ạ. À. Bích Tuyền ạ. À. Nhưng mà mời cô chị lên anh. À, dạ thầy Minh Lý và nghệ sĩ Tuấn Ngọc Huyền đang trên đường đến thì cà xe một xíu nữa là sẽ xuất hiện để hát gửi tặng bầu phát luôn. Dạ thầy sẵn có mặt đông đủ anh chị em nghệ sĩ và Thu Vừa xin một tấm hình luôn ạ. Dạ xin mời chị Diệu nghệ bà xã của nghệ sĩ Tuấn Phú Quý ạ. Dạ, em xin tấm hình rồi mình sẽ bắt đầu chương trình. Vô anh. Dạ rồi, rồi em xin cảm ơn rất nhiều và cảm ơn các chị. Và bây giờ xin mời quý bà con bác đến với tiết mục tiếp theo của danh ca Châu Thanh. Vâng, kính thưa bà con. Dạ, cảm ơn bà con rất nhiều. Dạ. Bà con ơi, có nhớ Ngôi Sao Việt Dương không? Tất cả trong chương trình Ngôi Sao Việt Dương cũng rất nhớ tất cả bà con. Và thầy rất là hạnh phúc trong thời gian vừa qua. Tất cả ekip của Ngôi Sao Việt Dương rất là hạnh phúc vì được sự ủng hộ nồng nhiệt của tất cả bà con ở khắp nơi. Và những lần Châu Thanh đi diễn ở nước ngoài thì Châu Thanh cũng được những lời khen của tất cả quý bà con dành cho chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Hạnh phúc quá, quá là hạnh phúc luôn. Xin cảm ơn người em là Thư Dừa đã tạo ra chương trình hôm nay để có một cái sân chơi thật là tuyệt vời cho tất cả bà con ở khắp nơi hội tụ về đây để cùng tham gia chương trình. Sắp tới đây thì lúc nãy Thư Dừa mới nói là mùa 3 sẽ chuẩn bị bắt đầu. Bà con ơi, một tràng pháo tay để chuẩn bị cho mùa 3 bà con ơi. Còn bây giờ kính thưa tất cả bà con, hôm nay gặp gỡ lại chúng ta gặp nhau trong ngày chuẩn bị đón chào năm mới. Vì vậy cho nên Châu Thanh sẽ có một bài hát xin phép thay mặt tất cả những người đàn ông tặng cho tất cả những người phụ nữ là những người trên cả tuyệt vời. Vì vậy cho nên Châu Thanh sẽ gửi đến những người phụ nữ với một bài hát được mang tên là Bà Xã Tuy Number One, nhạc Nguyễn Phi Hùng và lời giọng cổ của Châu Thanh. Và đặc biệt hôm nay Châu Thanh sẽ mua món quà nước mát Sài Gòn để tặng cho bà xã mình năm mới luôn. Vì hôm trước Châu Thanh đã có uống rồi, nước này rất mát mà nó cũng ngon lắm. Bà xã Tuy Number One, hay thường khen rằng giờ tôi cứ nói tôi xuống thế thì gặp thấy cô giờ hiểu.
duyên, lo cho chồng cứ khổ chẳng than, yêu thương chồng dù chẳng giàu sang. Nào có ai thế thay hơn bà xã? Bà xã tôi number one, number one, number one. Bà xã tôi number one, number one, number one. Một hạnh phúc tuyệt vời nào ai dám được thương lắm em ơi. Cứ mỗi sáng em mang hàng ra chợ, còn khi về nhà lại đảm đang mọi việc. Ngày tháng trôi qua nhấp nhà biết bao, nhưng miệng luôn tươi nở nụ cười làm anh say đắm. Bà xã ơi, bà xã ơi, bà xã năm bờ quan hà, được hôn em bằng sự rung động của trái tim mình. Đừng quá giờ ơi, nói chẳng nên lời. Nhớ ngày nào đôi bàn tay em bóng mắng mềm mại, mà bây giờ cứ có ý sám chai. Cũng vì yêu anh mà em vất vả đêm ngày, cũng vì yêu anh mà em chẳng màng gian khó. Nhưng dù thế nào em cũng vẫn là hoa hậu lòng anh, là bà xã tuyệt vời của đời anh. Gửi đến tất cả bà con với một bài hát rất là tình xuân. Lâu nay thì kính thưa bà con đã từng thấy Châu Thanh hát chung với chị nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ, cũng như là với các những người em của Châu Thanh như là Thanh Hằng nè, rồi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Cẩm Tiên, Vân Hằng. Và hôm nay lần này Châu Thanh hát với một người nghệ sĩ rất đặc biệt, đó là nghệ sĩ vợ tôi là Ngọc Quỳ Châu. Vợ ơi, đâu rồi? Bữa nay em có mua quà tặng cho em nữa nè, nước mắt Sài Gòn nè, em đâu? Ở đâu mất rồi? Ngọc Quỳ Châu ơi, đâu rồi? Chị ơi, chị. Âm thanh xa quá hả? Rồi rồi. Sao anh hát mà chị bỏ về vậy? Không phải, không phải, đừng có nói như vậy. Chị đi, chắc là chị đi xuống tiệm gái trong một tiên đâu đó mà. Mà chị. Đây à. Chắc mà mấy bạn
Alo. Đi đâu vậy? Đâu vậy? Dạ ông Thành đó. Dạ chào ông bà cô bác. Năm mới ở Quỳnh Châu xin kính chúc cho ông bà cô bác an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài và tràn đầy hạnh phúc. Bài hát Châu Thanh cùng Ngọc Quỳnh Châu trân trọng gửi đến tất cả quý khán giả thân yêu là một bài ca rất nổi tiếng của nhạc sĩ Bảo Chấn. Bài hát được mang tên Tình Duyên Đầu Năm. Chàng hôm nay là con bác ơi. Xin mời cả một khán phòng chúng ta một tràng tay nồng nhiệt bà con ơi. Quá rồi, quá tuyệt vời. Hội quán hôm nay vui quá. Cùng Ngọc Quỳnh Châu xin trân trọng chúc cho tất cả bà con nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài. Qua năm sau ủng hộ chương trình Ngôi Sao Mỹ Kiều nhiều hơn nha bà con ơi. Thanh và Ngọc Quỳnh Châu xin cảm ơn sự những tràng pháo tay của đồng nghiệp của tất cả quý vị. Một lần nữa chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Bye bye, chào bà con. Dạ, giao lưu chứ anh. Rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều bữa nay để ủng hộ hội quán Ngôi Sao Việt Dường và gửi tiếng hát cho những quý bà con hội quán. Bây giờ em nói anh là bữa giờ là em ở hội quán nè, bà mất tới ủng hộ hội quán rất là nhiều và bà con quán cũng hỏi em là khi nào là tổ chức mùa 3. Mà mùa 2 mình mới tổ chức vừa hết xong tháng 12 nè. Cho nên là tới khoảng tháng 3 mình mới tổ chức được. Mà bao giờ bà con nôn nóng gì lắm. Dạ, dạ chị xuống nha, chị xuống. Dạ, chị xuống. Dạ, cảm ơn chị cho Ngọc Huyền Châu. Dạ, rồi bây giờ là mùa anh với anh Minh Nhí cho Huyền hứa em là tham gia tới mùa 100 người anh làm sao mùa 3 này sao? Anh chắc cử tới mùa 99 thôi. 99 nè. Mùa 99 được rồi. Còn bởi vậy cho nên thì từ mùa 1, mùa 2 rồi thì mùa 3 thì tới mùa 99 thì anh cũng luôn luôn gắn bó với em. Dạ. Thú vừa anh Châu Thanh, chị Ngọc Huyền với lại Minh Nhí cùng tất cả quý anh chị nghệ sĩ cũng rất là vui, rất hạnh phúc khi mà cái chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn được đông đảo quý bà con quá yêu mến như vậy. Và từ cái chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mà nó có cái hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn và khi vừa đã kết hợp được với Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bình Chánh để mình tạo được cái sân chơi như vậy thì khi vừa sẽ cố gắng vận hành để làm sao cái hội quán mình nó mà một mỗi ngày nó đông vui như thế này rồi mình sẽ mời được các anh chị em nghệ sĩ, anh Châu Thanh, chị Ngọc Huyền Châu rồi các anh chị nghệ sĩ nữa tới để phục vụ văn nghệ cho bà con bác. Tôi vừa biết là bà con bác Bình Chánh mình rồi bà con bác lân cận rất là yêu mến văn nghệ luôn, nhưng mà thật sự thì cũng hơi ít những cái hội quán hoặc là những cái sân chơi, cái địa điểm mà nó tổ chức những cái chương trình như vậy. Phương Dừa cảm ơn bà con bác rất nhiều. Và một lần nữa thì cho phép Phương Dừa xin lỗi tất cả quý bà bác. Tại vì Phương Dừa thấy bà con bác đang là mình đang tập trung vô một cái khuôn viên nó hơi nhỏ, đang rất là chật hẹp luôn. Và một số bà con bác thì tới trễ cho nên là không có chỗ đi xe, không có chỗ vô luôn, phải đứng ngoài hàng rào luôn. Dạ Phương Dừa cũng thành thật xin lỗi. Phương Dừa sẽ đề nghị lên ban giám đốc của Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Chánh sẽ cho mình một cái khuôn viên bự hơn một xíu nữa để mình tổ chức những chương trình văn nghệ lớn như vậy để bà con bác có chỗ ngồi để mình xem chương trình văn nghệ cho nó đã. Dạ bà con bác lưu ý nha, nãy có một chị nãy say mê Châu Thanh hát quá để con đi ra sắp đến nhà luôn rồi chỉ đi mới kiếm được chỉ mừng quá trời bà con bác. Dạ có lạc điện thoại cũng được, có lạc cái ví cũng được, nhưng đừng có để lạc con là chồng mình nha. Dạ giữ kỹ nha. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, cảm ơn em và một lần nữa Châu Thanh xin trân trọng chào tạm biệt tất cả quý bà con. Dạ. Dạ và sau đây tôi vừa xin được phép giới thiệu đến bà con bác một giọng ca rất là hài hước. Lên trăm, lên trăm. Lên phụ anh. Dạ, em hát anh à. Em hát hả? Dạ, em đã chuẩn bị 15 bài. Em đã chuẩn bị 15 bài hả? Dạ đúng rồi. Em hỏi bà con cô bác có chuẩn bị cái gì chưa? Chuẩn bị ví dụ bài chua hay dép hay cái gì đó. Anh ơi, à? Bây giờ em đã luyện rồi. Luyện rồi hả? Sắp tới em ra một cái MV Tết nữa. MV luôn hả? Dạ. Em khi nào em ra? Dạ khoảng thì mùng 1 Tết em ra. Thì bà con mùng 1 nó ngủ nha, đừng có xem nha. Anh này ngủ thì bà con biết không? Cái ngày mà diễn ra cái mà
hội quán ngôi sao Việt Vườn là bé Trâm đã đăng ký một tiết mục, đó là tiết mục xiết dây. À, nhưng mà anh Thương nói là em ơi, em làm người đi, em đừng làm khỉ Trâm à. Đó, em lên em xiết rồi à, bà con thấy vậy bà con bỏ về hết. Ừ. Đó, cho nên là bé Trâm bỏ cho mà thôi. Nhưng mà bà con yên tâm đi, lần sau bé Trâm sẽ đăng ký một tiết mục không hát thì nhảy, không nhảy em múa lửa, không múa lửa em xiết dây. Được không ạ? À? Dạ, cho một nàng của ta luôn quá ơi. Không, em thấy bà con có ủng hộ anh ơi. Ủng hộ nha. Dạ, bà con có ủng hộ không? Sao thấy im lặng quá à? Dạ, tính ra nếu mà bà con bác mà xem ngôi sao Việt Vườn từ mùa 1 là bà bác đã thấy, đã biết hồi bé Trâm rồi. Lúc đó mà bạn mang bầu bé Tiger, bé Leon, rồi lên, dạ. Rồi diễn, rồi mấy ngày mới đi sinh. Đó. Nhưng mà anh biết không, nhờ cái đợt đó anh nói là Trâm ơi, ở diễn phụ ngoại giùm anh đi, mà bây giờ anh thấy con trai em ơi. Nó hài hước hả? Nó hài hước lắm. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con bác rất là nhiều. Trong chương trình như ngày hôm nay còn rất rất nhiều tiết mục hay và hấp dẫn. À, hy vọng là bà con bác ở đến cuối chương trình luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục gì nữa Trâm? Dạ bây giờ thì mời bà con mình sẽ tới một tiết mục rất là dễ thương. Đó là lời tỏ tình dễ thương của ca sĩ Châu Ngọc Tiên. Xin mời ạ. Còn cái rượu của danh ca Châu Anh. Dạ, xin mời Châu Ngọc Tiên. Mình muốn nghe Tiên hát nhạc sôi động tiếp tục hay là nhạc buồn ạ? À? Nhỏ quá không nghe gì hết. Sôi động hay là buồn hả? Sôi động ha. Có thể cho Tiên nghe một tràng vỗ tay to hơn được không ạ? Dạ. Ở phía xa nữa nha. Mình nhớ cùng hòa chung cho bà con phía xa trong buổi tối hôm nay thật là nóng nhất có thể, đầy nóng nhiệt cho bà con nha. Và để đáp lại sự yêu thương của cả nhà, một ca khúc sôi động, rất là dễ thương, được mang tên Xin Đừng Hái Hoa. Xin mời mọi người cùng thưởng thức ạ. Thank you. Vỗ tay nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn rất nhiều những tràng vỗ tay của... Dạ bà cô bác có muốn nghe cho một tiếng hát nữa không ạ? Nữa không bà con? Nghe mắc cao quá. Nhưng mà bài này là anh em cần sự hỗ trợ của anh nữa nha. Anh hả? Dạ. Anh hả? Bà con, mình đồng ý là hai anh em bữa nay hát không ca tại đây được không ạ? Trời là con vỗ tay quá trời. Dạ. À, Phương Dừa với Châu Ngọc Tiên cũng có kết hợp hát đôi bài, cũng may mắn được bà bác thương. Dạ. À, hôm nay thì Châu Ngọc Tiên cũng có nói Phương Dừa là hơi lâu lâu anh em mình xuất hiện cùng sân khấu, cho nên họ kết hợp hát một bài để gửi bà con cô bác. Và hôm nay mấy bữa nay Phương Dừa nói chung là ở đây suốt rồi Phương Dừa gặp gỡ bà con cô bác, Phương Dừa nói chuyện á, cho nên là bây giờ nói giọng như là muốn bể luôn rồi. Không sao, đúng không bà con? Dạ. Dạ, dạ, cũng phải lớn chẳng tự tên anh hát bà con. Vậy tính ra bà con bác cũng muốn em hát chứ bộ hả? Đúng rồi, dạ. Dạ. Và hôm nay em cũng rất là chúc mừng anh trai. Dạ, cảm ơn. Dạ, nghe đồn là quán cà phê lớn nhất tại Bình Chánh á. Đâu có. Dạ, mà được bà con bác yêu thương nhiều nhất. Dạ. Còn có nhiều quán cà phê còn lớn hơn nữa. Ở trong đây là mình kết hợp với trung tâm văn hóa thể thao truyền thông huyện đó, mình tạo được cái sân chơi như vậy để cho bà cô bác địa phương đến để thưởng thức văn nghệ, thì nói chung là anh cũng rất là vui, rồi các anh chị ban lãnh đạo ở địa phương cũng rất là vui. Hy vọng là cái hội quán sẽ được bà cô bác ngày càng yêu thương và tạo điều kiện phát triển hơn nữa. Dạ thì thôi, thể theo yêu cầu của bà cô bác, các Thiên Dừa với lại Châu Ngọc Tiên sẽ gửi đến bà cô bác một bài hát sôi động. Sôi động hả? Ủa bà con bác có nghe Thiên Dừa hát nhạc sôi động chưa vậy? Sôi động hay là bolero bà con? Hả? À, bolero gần phía dạ, sau bolero. Mấy cô chú bolero quá dạ, kìa. Bolero, ha. Tại vì nãy bên trong là có mấy cô chú có nói là được rồi mà anh em mình ra cái bài Tình Ấm Chiều Quê mà cũng may mắn được bà con thương cũng dạ. Được lên Tết rồi đó. Dạ. Đó, nên là bà con muốn yêu cầu bài đó. Bây giờ hai anh em mình hát bài Tình Ấm Chiều Quê để tặng cho bà con nha. Dạ. Chung hát thêm mấy bài rồi. Dạ. Má ơi, má ơi, cứ vừa bỏ con đi đâu rồi má ơi? Anh đây nè. Bỏ đi đâu là đi đâu? Trời ơi, má ơi, nói với con là khuyên kìa. Vừa xin chia sẻ bà con bác một xíu. Cho em chia sẻ cho hai mẹ con, cho em chia sẻ xíu. Em nhớ lại cái thời mà em làm những cái game show á, rồi lúc đó em là giám đốc sản xuất, xong rồi em phải lên sân khấu để em trả lời báo chí á, mà nói em lên mình rung, mình chỉ nói lung tung thường em luôn đó, rồi nói chung là nói làm nhiều mùa lắm, rồi mùa nào lên nói cũng rất là rung, rất là rung, rồi xong rồi tới khi mà Thương Dừa mà chuyển qua Thương Dừa quay hậu trường YouTube, Thương Dừa cũng không dám đứng trước mặt cái máy quay để Thương Dừa quay nữa, rồi Thương Dừa phải đứng sau Thương Dừa nói. Dạ cảm ơn con nhiều. Dạ thì từ từ Phương Dừa cũng tập luyện. Dạ cảm ơn con nhiều. Từ từ Phương Dừa cũng tập luyện rồi bắt đầu nói cũng được. Mùa 1 thì nói cũng dấp tùm lum tùm la luôn, rồi mà con bác thì thấy cũng vui, cũng cười, cũng ủng hộ, cho nên mùa 2 Phương Dừa cũng cũng mạnh dạn, cũng dẫn nó đỡ hơn xíu. Còn hôm nay thật sự là hát thì ngồi hát một mình thì cũng được, hoặc là có khi vô phòng thu rồi xong đi quay MV. MV thì có mấy đứa em quay thôi, nó không có rung. Bữa nay thật sự lần đầu tiên mà cầm cái micro mà hát trước ở đây chắc cũng khoảng chắc cũng gần 10.000 bà con bác. Dạ, anh ơi anh mà hết rung quá không biết nói cái rồi. Gì hả, hết giờ tâm sự rồi, bây giờ nói hoài luôn. Mình tâm sự, mình mua ly cà phê mình ra đường mình ngồi giùm em. Rồi giờ các em giới thiệu á. Dạ không có má ơi. Sao má? Má ơi má. Sao con? Nói. Anh không vừa anh bỏ con anh theo gái rồi. Trời ơi con em nói gái mà bà ơi chứ không phải em gái. Em gái. Nó không nói. Chết em gái à, em gái thuộc á. Con coi lại nhan sắc của con đi. Trời đất ơi, em gái nó đẹp quá trời. Ủa rồi cuối cùng má bên ai? Không biết nữa, cả hai. Dạ thôi đây con nhìn sân khấu lại cho gia đình nha. Cảm ơn Châu Ngọc Tiên rất nhiều. Xin kính chào tạm biệt. Dạ. Chúc cho anh trai sẽ luôn được thành công, vạn sự như ý, và luôn đặc biệt là luôn được tình cảm của tất cả quý bà con khắp nơi dành cho anh, và sẽ ủng hộ thật là nhiều. Cũng phải bán đắt mỗi năm mở một quán bự bự vậy được rồi ha. Mà nói nghe nè, mai mốt nhớ hàng tháng sắp xếp lại để biểu diễn. Để giao lưu cùng bà con bác của hội quán ở sau vườn nha. Ok. Cảm ơn Châu Ngọc Tiên rất là nhiều. Dạ, chúc bà con mình năm mới, một năm mới thật là may mắn và bình an nha. Happy New Year. Nha, gọi em gái luôn. Dạ, má tên là má tên Ngọc. Thấy không cũng lộn luôn. Anh thương vừa bởi vì khổ ghê. Mở hàng nó lộn luôn. Má,
giới thiệu bà con bác, chị Thanh Ngọc là một người chị cũng rất là thân thiết Hương Dừa, cũng thương Hương Dừa giống như là những anh chị em nghệ sĩ khác thương Hương Dừa, như tình cảm của bà con bác mà thương Hương Dừa vậy đó. Hôm nay thì chắc cũng nhiều bà con bác hỏi sao mà Hương Dừa lại mời được anh chị nghệ sĩ mà coi như là tên tuổi đến đây, và chắc là phải thù lao rồi anh chị cũng nhiều lắm. Dạ xin thưa là các anh chị vì thương Hương Dừa tới xem, tới ủng hộ Hương Dừa đó, rất là quý tình cảm của anh chị. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều, và hôm nay thì chị xuất hiện đây thì chị sẽ giao lưu bà con bác ở đây, cũng có những bà con bác rất là yêu mến chị ha. Rồi giờ nhường sân khấu cho chị để chị với Hồ Bích Trâm hát ha, hai chị em hát ha. Dạ đúng dạ. Rồi ạ. Dạ ngân xíu nữa gặp lại bà con bác ạ. Dạ không biết là bà con ra. Mình có coi bộ phim Trùm Nổ không ạ? Ở đây có bà con mình coi bộ phim Trùm Nổ của anh Thương Dừa tổng thức không ạ? Đó, rất là nhiều bà con đã từng coi bộ phim đó và cũng biết là má Thanh Ngọc là đóng một cái vai rất là ấn tượng ở trong đó đúng không ạ? Vai đó là vai gì chắc nó lẽ khán giả cũng biết rồi. Vai đó vai dê Thương Dừa. À, chủ của một quán ăn. Rồi sau đó má dụ con vô làm gái trong đó luôn, má nhớ không? Đúng. Nhưng mà cuối cùng mà chồng con đâu có cho con nhảy ra sao đó. Đúng rồi, chồng con tới quậy banh quán của má luôn. Đó, thì má Thanh Ngọc là cũng rất là thân thiết với lại anh Thương Dừa. Và ngày hôm nay là lặn lội đường xá xa xôi để lên đây trao tiếng hát cho bà con. Và ngày hôm nay con biết là má sẽ gửi tới cho bà con mình ca khúc gì ạ? Và để tiếp theo, trước tiên thì Thanh Ngọc cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả kính mến. Thanh Ngọc rất là vui cũng có một cái cơ hội của chương trình của em Thương Dừa Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn, nên Thanh Ngọc mới được gặp tất cả những vị khán giả mà đông như thế này. Thật sự mà nói tâm sự luôn nha, ngày xưa mà Thanh Ngọc đi hát cùng với ba mẹ và gia đình của Thanh Ngọc thì thời đó thời cải lương còn hoàng kim, khán giả cũng y như vậy nè, thậm chí có khi sẽ là đông hơn. Nhưng mà sau thời gian này thì cũng có nhiều chương trình nên khán giả cũng ít dần. Nhưng thật sự hôm nay Thanh Ngọc thật là không nghĩ luôn đó, không nghĩ từ nãy giờ ngồi trong đó mà, tại vì bản tính của mình là hay có cái tật cái chuyện gì mà vui quá cũng bị đơ, buồn quá cũng bị đơ, mà tự nhiên nha, ngồi mà từ nãy giờ cứ nghĩ không nghĩ là tại sao mà khán giả quá trời luôn, mà có nhiều người khán giả lại nói với má vậy chứ. Mà tôi ở dưới Sóc Trăng tôi lên đây đó nha, chưa hết đâu mà ở An Giang tôi lên đây đó nha, có bà con là ở Cà Mau lên luôn đó. Trời ơi cái tấm chân tình này quá trời quý luôn quý vị khán giả ơi. Thanh Ngọc cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ thôi bây giờ không để cho khán giả đợi lâu nữa, xin mời quý vị khán giả sẽ cùng nghe ca khúc Còn Thương Rau Đắng Mặt Sau Hè, tác giả cố nhạc sĩ Bắc Sơn. Dạ xin mời nghệ sĩ Thanh Ngọc ạ. Dạ xin mời quý vị cùng nghe. Nhỏ hãy lớn lên đi. Bây giờ chị vô, chị ngồi chị nghỉ xíu cho còn hát cho luôn bà con hát nữa chứ. Yeah. Mấy ngày nay không có bữa tối. Thì sao? Tối không à? Anh nhận đói mà sao em thấy hôm nay lên ký vậy ta? Lên đầu lên, áo nó rộng thùng thình nè. Mà anh làm gì đứng ký em mặt anh đỏ bừng bừng vậy? Tại vì tính như nó rất là mệt, không biết diễn tả sao mệt. Mà thấy bà con bác thương mình mà cái mình hưng phấn á. Yeah. Vui lắm mà nó
giống như không biết tả sao nữa. Rồi rồi bây giờ nè, anh nhìn em đi. Rất là bối rối luôn mà. Anh nhìn em đi, anh bối rối hơn nữa nè. Anh coi nè, đó, anh biết là em thay mấy bộ đồ rồi không? Mấy bộ rồi mà cô bác nãy giờ thay dữ vậy? Từ hồi chiều giờ là 3 bộ rồi. Và từ giờ cho tới sáng á là còn 8 bộ nữa. Còn thay 8 bộ nữa hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em biểu diễn anh không cho nên là em quyết định là em đã sắm khoảng 8 bộ đồ để mà lên đây xuất hiện trước mặt bà con mình thay đổi liên tục luôn. Vậy hả? Đó, nhưng mà em hỏi thiệt là anh chưa ăn gì đúng không? Chưa ăn gì thiệt. Bây giờ anh ăn bún riêu không? Bún riêu hả? Mà bún riêu phải bún riêu cua đồng mới ngon nha. Thì đương nhiên rồi, bún riêu cua đồng á thì mới đủ bài đúng không? Rồi. Vậy thì bây giờ không những mời anh Thương Dừa, mời bà con bác luôn ha. Dạ đúng rồi, mà Hồ Bích Trâm xin mời tất cả bà con cô bác mình cùng ăn tối với tụi con nha. Bún xin mời cua bà con cô bác ăn món bún riêu cua đồng. Nhưng mà ai nấu, ai nấu? Dạ, thí sinh Lan Anh nấu à. Anh nấu à? Dạ. Dạ, sau đây mời bà con bác đến với tiếp mục bún riêu cua đồng của đảng thí sinh ngôi sao miệt trường Lan Anh. Xin mời em gái. Bà con bác cho Lan một tràng vỗ tay ạ. Rồi, xin đứng đây nha. Chào đến quý bà con cô bác đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Thì thực sự là bữa nay con rất là vui khi được đến đây để mà hát cho quý bà con cô bác nghe ạ. Sự ủng hộ của quý bà con cô bác là niềm động viên rất là lớn đối với tất cả các bạn thí sinh ngôi sao miệt vườn cũng như là quý anh chị em nghệ sĩ ngày hôm nay ạ. Dạ. Cảm ơn Lan Anh rất nhiều. Khương Dừa cũng chia sẻ rất là nhiều lần với quý bà con cô bác. Sở dĩ mà Khương Dừa có một ước mơ để Khương Dừa tạo một cái sân khấu để biểu diễn như thế này là Khương Dừa đã làm việc rồi đi thăm các bạn thí sinh của ngôi sao miệt vườn á, và trong đó có những bạn có hoàn cảnh rất đặc biệt giống Lan Anh, giọng hát rất là hay, bà con bác nghe hay đúng không? Dạ hay giống như là một ca nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì các bạn mưu sinh rất là khó khăn đó. Cho nên là Khương Dừa cũng muốn tạo một cái sân khấu về để các bạn có điều kiện để các bạn thể hiện cái đam mê của mình, thể hiện được tiếng hát của mình. Và quan trọng hơn nữa là bà con bác ở đây đi xem văn nghệ rồi có những cái nhành hoa dày cho Lan Anh thì một nhành hoa thì nó cũng không có nhiều, nhưng mà gom lại thì
sẽ bằng khi vừa nghỉ bằng chắc có bữa chắc cũng bằng một tuần hoặc bằng nửa tháng làm của Lan Anh luôn á. Cảm ơn tình cảm của bạn bà con bác rất nhiều luôn ạ. Rồi, cảm ơn Lan Anh rất là nhiều nha. Bây giờ hy vọng là trong các buổi phát triển đầu năm của dân ca Chí Tâm, xin mời bà con cùng nghe ạ. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Vâng, lời nói đầu tiên thì Chí Tâm xin kính chào thái bộ đến tất cả quý ông bà cô bác anh chị em đã đến ngày hôm nay để chung vui cùng hội quán ngôi sao miệt vườn với lời chào thân thương kính mến. Và bài hát này thì Chí Tâm cũng đã thu vào những video clip chung với Phi Nhung và với Khả Tú. Và hôm nay Chí Tâm hát một mình về câu chuyện đầu năm như thế nào nha. Chờ mong mây nhiều rủi ít ngóng trong vui cùng pháo đỏ rượu hồng ta cùng nhau đón thêm mùa xuân xuân dù thay đổi biết bao lần xin cảm nguyện kết chặt tình lòng những bơm quang năm này sao mấy cô ơi năm này chúc quý cô sẽ gặp được tình quê lòng cùng say mê mùa xuân mới mai nở trên cành cao qua đào cười trong gió hồn lâng lâng rộng mở đón xuân về nghe bước xuân đi nhẹ nhẹ hồn sương khói nào dương trong năm mới ngày chúc đông tàn còn quyến luyến bước chân cánh mai vàng né duy mừng xuân mới bỗng nghe động trong lòng gió về của mùa đông bỗng chợt nghe lăn lộn nỗi buồn vui thoáng băn khoăn nào dương trong hồn rộn ra. Dạ, ngày hôm nay là ngày đầu xuân mà mình đi lễ mà được bà con đến đông đủ như thế này thì thật là vui trong mùa xuân mới này. Và được ban nhạc ba người nhạc sĩ khiếm thị nhưng mà đều rất là hay nha quý vị. Dạ, một cảm ơn tay cho ban nhạc nữa nha. Người bạn chưa quen ngày đầu xuân đi lễ, cô có thấy chăng nắng xuân đang cài lụa đón từng bước xuân hồng. Cô ơi cô có nghe nhiều hồ mơ ở trong lòng khi đôi tay nhẹ hái cành lộc. Còn cô đơn cho nên mới một mình đến chùa xin sắm cầu nguyện đã xăm đầu năm chắc đức thánh lá ngài có dài đôi trong năm này các cô sẽ gặp tình nhân. Thank you.
Trong khi núi lắm có lỡ
lụy bát nghĩa nhà. Cộng đôi với bác tôi ở bên nhà thì tôi là một kẻ chăm ngoan. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn rất là hay quá. Gì em thay áo nữa rồi hả? Dạ. Trời ơi, người ta thay áo để người ta ra đóng vai Lan. Mà ra đây các anh kêu em là Lan đột biến. Chứ em có hát hay được như Lan không? Ủa chị Lan hát hay hả? Lan hát hay lắm à. Cái em... Lan là anh nhớ từng câu từng chữ trong đó luôn á. Hồi nãy mà ở đây chắc khi vừa nghỉ chắc cũng có nhiều bà con bác cũng rất là thích cái vở tuồng Lan và Điệp, và chắc là lần đầu tiên nghe lại cái giọng hát của danh ca Chí Tâm. Dạ, khi vừa thì từ hồi nhỏ khi vừa đã nghe rồi, và không chỉ những cái giọng hát của giống như anh Chí Tâm mà còn nhiều giọng hát của nhiều anh chị nghệ sĩ từ đầu chương trình xuất hiện tới bây giờ luôn. Dạ, và bây giờ là cũng 8 giờ mấy rồi, khi vừa thấy bà con bác càng ngày càng đông và rất là yêu mến chương trình luôn. À, Thương Vừa rất là hạnh phúc. Wow. Càng ngày càng đông thì em thấy là Thương Vừa càng ngày càng rung ạ. Tới giờ phút này mà vẫn còn rung đúng không bà con? Bây giờ mình cho Thương Vừa một tràng pháo tay nữa đi ạ. Thương Vừa nghĩ chị Thương Vừa chỉ có thể dẫn cái chương trình Hội Quán Ngôi Sao Vườn, hoặc là dẫn chương trình Ngôi Sao Vườn, chứ Thương Vừa không có thể dẫn một chương trình nào khác mà cũng không ai mời Thương Vừa dẫn cho. Anh ơi em nói thiệt nha. Hả? Anh là anh hợp với lại Hội Quán Ngôi Sao Vườn nhiều nhất rồi. Tại vì sao? Bà con tới đây là vì cái sự chân thật của anh. Bà con rất thương anh ở cái tính đó. Thì thôi mình cũng giới thiệu rồi, mình đâu phải là MC, giờ mình chỉ là người kết nối, mình dẫn dắt thôi. Tại vì Khương Dừa là Khương Dừa là người
làm việc với lại các anh chị thí sinh ngay từ ngày đầu và hiểu rõ nhất, cho nên là Phương vừa đứng lên sân khấu giống như là đứng tới bên để động viên, để cho bà con bác tự tin biểu diễn thôi, chứ thật ra Phương vừa phải đảm nhiệm rất nhiều công việc và Phương vừa rất là mệt luôn. Bà con cũng thấy rồi đó, là 6 giờ mấy anh Phương bắt đầu mới xuất hiện ở đây. Vậy mà anh Phương á, anh Phương hẹn con là 2 giờ chiều. Thôi anh ơi, em không cần biết anh 6 giờ sáng có mặt hay không. Ảnh hẹn Hồ Bích Trâm là 2 giờ chiều có mặt ở đây. Bà con tới rất sớm rồi, bà con cũng biết là bé Trâm đã thay một bộ bà ba màu vàng đi vòng vòng để giao lưu với bà con rồi đúng không ạ? Thôi nè, bây giờ nè, không phải anh đâu, bây giờ có một nhân vật rất là quan trọng trong chương trình Ngôi Sao Biệt Vườn luôn. Mà ngay từ đầu mình giới thiệu là chỉ mới xuất hiện có một giám khảo là dân ca Đông Anh đúng không? Dạ đúng rồi. Là với sự xuất hiện nữa của một giám khảo, đó là Vinh Hài Minh Nhi. Dạ, xin giới thiệu bà con bác Vinh Hài Minh Nhi. Dạ, rồi dừng xin nói lại cho anh luôn. Dạ, Minh Chuột. Ủa sao đi vô vậy? Đâu phải anh phải đi ra đây. Dạ. Anh chào thì bà con cô bác mới nhìn thấy anh, tại anh lớn quá đó, hiểu không? Dạ, dạ. Bà con cô bác thân mến, anh Minh Chuột đã sắp xếp thời gian cố gắng lắm để đến sớm nhất, nhưng mà tại vì hôm nay sân khấu anh là cũng phải tập vợt rồi phải biểu diễn đó, cho nên là anh có hơi trễ một xíu nên bà con bác thông cảm, nhưng mà anh sẽ ở đây tới 12 giờ khuya tới bà con bác luôn. Dạ, ở đây tới sáng luôn. Dạ. Ở đây tôi vừa nghĩ chắc cũng có bà con bác cũng xem Ngôi Sao Biệt Vườn trực tiếp đúng không ạ? Dạ, bà con có coi chương trình Ngôi Sao Biệt Vườn nhiều lắm đâu bà con, xem trực tiếp không ạ? Xem trực tiếp ở đây nè, lúc đó mà ở tới 2-3 giờ sáng rồi đội mưa coi, nói chung là rất là hạnh phúc Phương Dừa. Dạ. Mình nghĩ từ lúc mà Phương Dừa làm cái hội quán này là mình nghĩ không bỏ sót một cái clip nào trên á, và mình nghĩ thấy bà con rất là thương yêu và theo dõi thì thấy đêm nào cũng đông như vậy hết. Mình nghĩ rất là vui và dạ, cảm ơn tình cảm của bà con dành cho hội quán Ngôi Sao Biệt Vườn. Dạ, và quý bà con cũng đừng có quên là Ngôi Sao Biệt Vườn mùa 3 mình sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm sau. Dạ, có nhiều bà con bác hỏi Phương Dừa khi nào mà tuyển sinh nữa. Dạ, tại vì chương trình mình mới vừa kết thúc rồi thì giờ mình cũng chuẩn bị Tết rồi, cho nên là qua năm Phương Dừa sẽ tuyển sinh trở lại, và khi nào Phương Dừa tuyển sinh Phương Dừa sẽ thông tin trên cái kênh của Phương Dừa, rồi bà con bác vô đăng ký để cắt tin và mình chuẩn bị tham gia mùa 3 nha bà con bác. Dạ, còn bây giờ thì nhường sân khấu lại cho anh ha. Dạ, xin tâm sự với lại bà con cô bác là bình thường thì đã hát không hay rồi mà bị tắt tiếng cả tuần lễ nay, bữa nay mới hồi phục được chút xíu. Nhưng mà mình nghĩ là cái hội quán Ngôi Sao Biệt Vườn của chúng ta là giống như hát ở trong nhà nghe, phải không mọi người? Dạ. Phải không bà con? Phải không bà con? Này là bà con gia đình của mình không anh ơi? Nếu mà bà con không không có chê á, thì mình nghĩ bữa nay mới dám hát, tại vì nói còn không nổi nữa sao hát. Dạ, dạ mọi người có cho mình nghe phóng tay bà con bác ơi, lớn nữa. Dạ, dạ bữa nay hát không hay thì bà con đừng có la nha, bà con ráng nghe nha. Dạ, coi như một món quà mình nghĩ tặng cho bà con ngày khai trương của hội quán Ngôi Sao Biệt Vườn. Dạ, và xin vừa cũng xin cảm ơn bạn Minh Trung cũng là thí sinh Ngôi Sao Biệt Vườn, bạn đang phụ trách quá trời quá đất ngọt, rồi bạn Tú phụ trách cây guitar và bạn Trơn phụ trách đàn kìm. Quá trời các bạn rất nhiều. Dạ, bây giờ nhường sân khấu lại cho mình nhé. Dạ, cảm ơn. Dạ, Minh Nhí xin tặng cho tất cả quý vị bà con cô bác có mặt tới đêm nay bài hát của nhạc sĩ Hoài Linh, bài hát được mang tên Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Như vậy. Dạ. Dạ. Một lần nữa mình nhí xin lỗi bà con cô bác nha. Hay tại, mà, xin lỗi à. Tại vì tại vì nếu như mà cái mùa bình thường á bà con, cái mùa bình thường thì mình có thể nghỉ ngơi nhiều chút xíu, mình ngủ nhiều chút xíu, nhưng mà thật ra đây là mùa Tết, khoảng chừng 2 tháng cho đến bây giờ là không có ngày nào mà Minh Nhí ngủ nhiều hết á, tại vì Minh Nhí có cái sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh đó. Dạ, ở số 22 đường Vĩnh Viễn á. Dạ, là Minh Nhí phải tập 4 tuần Tết liên tục để mà Tết nay phục vụ cho quý vị khán giả ở sân khấu của mình, và phải điều hành tùm lum hết trơn á. Tết này có tuần gì anh? Dạ, Tết nay sân khấu của Minh Nhí có mấy cái tuần vui lắm mọi người. Dạ, tuần Tri Lùng Thái Tử, tuần Vàng Ải Vàng Ai. Vàng Ải Vàng Ai. Vàng Ải Vàng Ai. Và một tuần là Lẹ Lẹ Trễ Phà. Dạ,
mà tập mấy ngày nay cái giọng nó bị tưa hết rồi. Hôm nay hát cũng không có được như ý, mong là mọi người sẽ yêu thương và bỏ qua cho có được không ạ? À? Dạ em thấy hay quá. Dạ cảm ơn nhiều. Tài quá trời luôn. Ủa rồi mua vé đó gọi số nào anh? Không nói thiệt, có nhiều ông bác cũng muốn đi xem tập. Bà con cô bác nào mà Tết nay có thương Minh Nhí á, ghé sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh số 22 đường Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10. Dạ số điện thoại mua vé là 0707529191. Dạ dạ. Dạ 0905524447. Dạ vô đó sân khấu đẹp lắm ông bác. Dạ. Ngồi ghế êm lắm mà máy lạnh không à. Dạ mà sẽ phục vụ cho bà con cô bác á rất là tận tình. Tại vì Minh Dí và Khương Dừa có một cái giống nhau là nếu mình không làm thì thôi mình phải làm. Mình khi mà mình làm á, mình phải làm bằng cả một cái tâm của mình để phục vụ cho tất cả bà con. Cho nên là Minh Dí cảm ơn mọi người rất là nhiều á. Dạ. Xuống ăn xuống ăn hả thôi hát bài thôi chứ bài mà, mọi người còn nhiều quá mọi người ơi, hát nữa không mọi người, nữa đi hả à, thấy không nữa đi chứ sao giờ dạ vậy mà. Dạ vậy tôi xin hát một bài nữa à, bài hát được mang tên bài gì vậy? Tại vì biết sao không, bà con bác đây thường thường xem mình diễn hài nhiều chứ đâu mấy khi được nghe anh hát. Dạ bài bài gì thôi, bài anh dạ bài bài chuyện chúng mình, chuyện chúng mình ha. Dạ mời anh. Dạ xin hát bài chuyện chúng mình ạ. Dạ mời cô bác cho một tràng tay ạ. Ồ hay quá. Hay quá thầy ơi. Hay quá thầy. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ. Và